Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta học phần bài tập chữa bài tập của bài số 1, đó là bài tập hợp trong sách giáo khoa lớp 6 bộ sách Cánh Diều tập 1. Bài tập số 1, trang 7. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. A. A là tập hợp tên các hình trong hình 3. B. B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ Nha Trang. C. C là tập hợp tên các tháng của quý. Viết một năm gồm 4 quý. D. D là tập hợp tên các nốt nhạc có trong khuôn nhạc ở hình 4. Chúng ta sẽ làm ý A trước. Ý A. A là tập hợp tên các hình trong hình 3. Vậy ở đây tập hợp tên của tập hợp này là tập hợp A, gồm có các phần tử là tên của các hình này. Hình thứ nhất là hình chữ nhật, hình thứ hai là hình vuông, hình thứ ba là hình bình hành, hình thứ tư là hình tam giác, tiếp theo là hình thang. Vậy chúng ta sẽ có tập hợp A. Chúng ta sẽ làm ý A trước. Tập hợp A sẽ bằng là tên của các hình, nhất là hình vuông. Chấm phẩy. Tiếp theo là hình. À, con nhầm viết hình tại hình vuông nhé. Hình vuông. Tiếp theo là hình này, hình chữ chữ nhật. Chúng ta có thể viết thứ tự như thế nào tùy chúng ta. Làm sao nó đủ các hình là được nhé. Đủ tên các hình là được. Chữ nhật. Hình này là hình bình hành. Tiếp theo là hình vuông, hình tam giác. Tiếp theo là hình thang. Rồi, hết. Tiếp theo là ý B. Ý B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ Nha Trang. Ý B có tên tập hợp tên là B, tập B. Bằng tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ Nha Trang ở đây. Bằng hoặc nhọn. Chữ đầu tiên là N, chấm phẩy, chữ thứ hai là H, tiếp theo là A, tiếp theo là T. Tiếp theo là R, tiếp theo là A, A chúng ta đã liệt kê đây rồi, N cũng liệt kê rồi, tiếp theo là G. Vì mỗi phần tử chỉ được kê một lần thôi, nên là A và N chúng ta chỉ viết một lần thôi. Vậy tập hợp B gồm có N, H, A, T, R, G. C. C là tập hợp tên các tháng của quý 2. Biết một năm gồm 4 quý. Ta có một năm có 12 tháng và có 4 quý. Vậy ta chia ra
12 chia 4 bằng 3, mỗi tháng sẽ có 3 quý. Vậy là tháng 1 sẽ có là quý 1 sẽ là tháng 1 2 3. Quý 2 sẽ là tháng 4 5 6. Như vậy chúng ta có ý C, có tập C sẽ bằng các tháng là 4 5 6. Ta viết là tháng 4 và tháng 4. Viết số đi cho nhanh. Tháng 4 này, tháng 5. Tháng 6. Đóng hoặc nhọn. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ý D. D. Tập hợp D là tập tên các nốt nhạc có trong khuôn nhạc ở hình 4. Như vậy, tập hợp này là tập hợp D, có tên là D. Gồm các phần tử. Đó là tên của các nốt nhạc ở đây. Ta có nốt đầu tiên là nốt Đô. Nốt Đô. Nốt thứ hai là Rê, Mi, Đô, Rê, Mi, Fa. Đô, Rê, Mi, Fa, Son. La. Si. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 2. Cho tập A gồm các phần tử là 11, 13, 17, 19. Chọn ký hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp cho mỗi ô trống. Chúng ta sẽ làm từ ý 1, ý A. Mười một có thuộc A không? Ta thấy trong tập hợp A gồm các phần tử là bốn phần tử, thứ nhất là 11, thứ hai là 13, thứ tư và thứ ba là 17, thứ tư là 10, 19. Như vậy 11 là một phần tử của A, như vậy 11 sẽ thuộc A. Ý B, 12 có thuộc A không? Ta thấy trong phần tử của tập hợp A này không có 12. Như vậy 12 là không thuộc A. Ta viết 12 không thuộc A. C. 14 có thuộc A không? 14 trong tập hợp A không có phần tử là 14. Như vậy 14 không thuộc A. Ý C, 19 có thuộc A không? Ta thấy 19 là một phần tử của tập hợp A. Như vậy 19 sẽ thuộc A. Chúng ta sẽ làm bài số 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó. Ở trong bài này người ta đã cho tập hợp bằng cách nêu ra tính chất đặc trưng
của các phần tử của tập hợp này. Chúng ta cần phải viết tập hợp này dưới dạng là liệt kê các phần tử. Ý A là tập hợp A sẽ bằng phần tử bằng x, bằng số x sao cho x là số tự nhiên chẵn và x sẽ bé hơn 14. Ta sẽ làm ý A trước. Ý A. Tập hợp A sẽ bằng bằng số x sao cho x là số tự nhiên chẵn và x bé hơn 14. Bé hơn 14 có nghĩa là 14 là chúng ta không lấy. Chẵn là các số từ số tự nhiên chẵn từ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 thì là bé hơn 14 thì không lấy 14, vậy đến 12 là hết rồi. Như vậy tập hợp A gồm các phần tử 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ý B. Ý B. Tập hợp B gồm các phần tử x sao cho x là số tự nhiên chẵn. Và x sẽ lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50. Số chẵn lớn hơn 40, nhỏ hơn 50. Có nghĩa trong khoảng từ 40 đến 50 ta lấy các số chẵn. Đấy. Vậy thì lớn hơn 40, vậy thì 40 chúng ta không lấy. Tiếp theo là 42, là 41 là số lẻ rồi, 42 là số chẵn. Tiếp theo là 44. Tiếp theo là 46. 48. 42, 44, 46, 48. 50, bé hơn 50 như vậy không lấy 50. Như vậy ta có 4 phần tử. Ý C. Tập C sẽ bằng. Tập C là các số x tự nhiên, là các số tự nhiên lẻ. Số tự nhiên lẻ bé hơn 15. Số lẻ bé hơn 15 bắt đầu từ số 1. Số 0 là số chẵn rồi. 1. Số 2 là số chẵn, tiếp theo số 3 là lẻ. Tiếp theo là số 5. 7. 9. 11. Bé hơn 15. Như vậy là 11, 13. Hết. 13 rồi đến 15, như vậy 15 bé hơn 15 thì không lấy 15, chỉ đến 13 thôi. Như vậy tập C gồm các phần tử 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ý D. Là tập D gồm các phần tử x sao cho x là số tự nhiên lẻ. X lớn hơn 9 và bé hơn 20. Có nghĩa là x là các số lẻ từ 9, từ lớn hơn 9 đến 20. Số 9 không lấy, số 20 không lấy nha, vì nó lớn hơn 9 thì 9 không lấy. Bắt đầu tiếp theo 9 số lẻ sẽ là số 11, 13, 15, 17, 19. Vậy ta có tập D gồm các phần tử đó là 11, 13, 15, 17 và 19. Bài tập số 4. Bài tập 4. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Bài này lại ngược lại với bài 3. Bài 3 là người ta cho tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử, sau đó ta viết tập hợp theo cách liệt kê các phần tử. Nhưng ở bài này người ta cho sẵn các phần tử đã liệt kê sẵn rồi và ta phải viết tập hợp bằng cách là chỉ ra tính chất đặc trưng. Ở đây chúng ta sẽ làm bài giải như sau.
ngoài giải ý A. Tập A sẽ bằng gồm các phần tử là x sao cho. Đấy, ta viết sao cho, ta gạch một gạch dọc như này. Ta thấy các phần tử của A là 0, 3, 6, 9, 12, 15. Ta thấy các số này đều chia hết cho 3. Như vậy, nó sẽ là gồm các số là x sao cho x chia hết cho 3. Và ở đây ta thấy là chia cho 3 và x sẽ nhỏ hơn 16. Bởi vì đến 15, 15 là nhỏ hơn 16. Mà 16 thì không chia cho 3 mà 15 chia cho 3, cho nên nó sẽ nhỏ hơn 16. Đấy, như vậy ta đã chỉ ra tính chất đặc trưng của cái tập hợp A này. Thì B, tập hợp B bao gồm các phần tử x, tuy chúng ta có thể ghi là y hay là t hay z đều được hết, nhưng mà nó là phần tử thì nó sẽ là số viết thường thôi. X sao cho x, ta xem đặc trưng tính chất của nó là gì nhá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vậy ta thấy là ở đây đều chia hết cho 5. Đấy. X. À, đây cho nó thiếu nhá. Phải là số tự nhiên đã. À, x là số tự nhiên chia hết cho 3. Là số tự nhiên. Đấy, chia hết cho 3 và x nhỏ hơn 16. Y B cũng vậy, x cũng là số tự nhiên ạ. Và chia hết cho 5. Và ta xem ở đây x nhỏ hơn bao nhiêu. Chia cho 5. 6, à, 30 chia 5. 35 chia 5 được 7. 35 cũng chia cho 5, như vậy nó sẽ nhỏ hơn 35. Ý C. Là tập hợp C gồm các phần tử x sao cho. Ở đây ta có thấy là tập hợp C gồm các phần tử 10, 20, 30, 40, 50, 90 đúng không? Đây là các số tròn trục. Và các số này đều chia hết cho 10. Ta có thể viết x là số tự nhiên chia hết cho 10. Và x sẽ nằm trong khoảng từ chia cho 10, nằm trong khoảng từ 0 đến 100. X sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100. Ở đây chúng ta cũng có thể viết x sẽ bằng, à, c sẽ bằng cách thứ hai nhá, đây là cách thứ hai, bằng x sao cho x là số tròn trục.
có hai chữ số cũng được. Đấy, đây là cách thứ hai. Ý D. D là D bằng 1, 5, 9, 13, 17. Tập D sẽ bằng x sao cho x. Ta thấy là 1 cộng với lại 4 thì bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9, 9 cộng 4 bằng 13, 13 cộng 4 bằng 17. Như vậy là các số này hơn kém nhau là 4 đơn vị. Là số tự nhiên. Kém nhau 4 đơn vị. Và ở đây x sẽ lớn hơn, bắt đầu từ 1 sẽ lớn hơn 0. Và bé hơn 17, và bé hơn 18. Cái phần tiếp theo của bài này đó là biểu đồ Venn, thì đấy là phần đọc thêm, chúng ta sẽ phải đọc thêm phần đấy nhé. Số tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúng ta hãy like, chia sẻ video để nhiều người khác cùng xem đấy nhé. Và chúng ta hãy đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn các em đã xem video.